Bệnh nhân số 31 và giáo phái gây chú ý ở tâm dịch Covid-19 tại Hàn Quốc. Giữa lúc dịch virus corona chủng mới lan nhanh, giới chức Hàn Quốc ra sức điều tra sự kiện siêu lây nhiễm liên quan đến bệnh nhân số 31 và hàng nghìn thành viên của giáo phái Shin Cheongjin. Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc KCDC ngày 23 tháng 2 cho biết số ca nhiễm virus corona chủng mới COVID-19 ở nước này đã lên 556 người, trong khi 4 người đã tử vong. Số người nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc chỉ bắt đầu tăng đột biến từ khoảng giữa tuần này và Hàn Quốc hiện đã trở thành nơi có nhiều ca nhiễm nhất bên ngoài Trung Quốc đại lục, nếu không tính các ca nhiễm trên du thuyền Diamond Princess bị cách ly ở cảng Yokohama của Nhật Bản. Điều đáng nói, phần lớn các ca nhiễm bệnh này liên quan đến giáo phái bí ẩn Shin Cheongji, Tân Thiên Địa ở thành phố Daegu. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong tuần này đã chỉ đạo điều tra các hoạt động của giáo phái Shin Cheongji để tìm ra con đường lây lan của COVID-19. Giáo phái coi bệnh tật là tội lỗi. Tại các buổi lễ của Shin Cheongji, các tín đồ phải ngồi sát nhau trên sàn nhà, không được đeo bất cứ thứ gì như kính hay khẩu trang. Họ phải đến nhà thờ làm lễ kể cả khi bị ốm. New York Times dẫn lời Lee Ho-jeon, một cựu tín đồ của Shin Cheongji, cho biết theo lời người này, sau các buổi lễ, tín đồ của Shin Cheongji chia thành các nhóm nhỏ tỏa đi khắp nơi để truyền giáo và thu nạp các thành viên mới. Chúng tôi được giao giảng không được sợ hãi bệnh tật, không quan tâm đến những thứ trần tục như công việc, tham vọng, đam mê. Tất cả đều phải trung thành, phải đến nhà thờ cầu nguyện ngay cả khi bị bệnh, cô Lee cho biết. Shin Cheongji là một giáo phái bí ẩn với khoảng 150.000 tín đồ và có 12 chi nhánh hoạt động ở Hàn Quốc. Giáo phái này được thành lập bởi một người đàn ông có tên Lee Man-hee vào năm 1984. Người đàn ông hơn 80 tuổi này tự xưng là người thừa kế duy nhất của Chúa. Gần đây, các thành viên của Shin Cheongji được cho là nhắm đến giới trẻ ở Hàn Quốc thông qua bói bài, làm trắc nghiệm hay cung cấp các khóa học ngoại ngữ miễn phí. Bà Moon Jo-ja, 60 tuổi cho biết, khi lũ trẻ tham gia, chúng bỏ bê trường học và công việc. Những bà nội trợ tham gia thì bỏ bê chồng con. Jung-eun Ki-ong, giám đốc KCDC cho biết, giới chức nước này đang điều tra thông tin cho rằng Shin Cheongji có các hoạt động ở Hồ Bắc, nơi là tâm dịch COVID-19 ở Trung Quốc. Báo Newsis của Hàn Quốc dẫn nguồn thạo tin nói rằng Shin Cheongji đã mở một nhà thờ ở Vũ Hán năm ngoái, nhưng thông tin này đã bị dỡ khỏi trang chủ của Shin Cheongji. Đại diện của Shin Cheongji hiện chưa bình luận về thông tin trên. Việc các tín đồ của Shin Cheongji hoạt động ngầm hiện gây rất nhiều khó khăn cho giới chức Hàn Quốc khi xác định những người cần cách ly để tránh nguy cơ lây nhiễm COVID-19 sau khi hàng trăm tín đồ của giáo phái này hoặc đã nhiễm hoặc đang có các triệu chứng nhiễm bệnh. Hơn nữa, theo ông Chung Jun Chiok, chuyên gia nghiên cứu về tôn giáo của trang tin Christian Pota News, giáo phái Shin Cheongji quan niệm bệnh tật là một tội lỗi. Bệnh nhân số 31. Các buổi lễ của Shin Cheongji đang bị cho là sự kiện siêu lây nhiễm sau khi nữ tín đồ 61 tuổi của giáo phái này dương tính với COVID-19. Người phụ nữ này thường tới nhà thờ Shin Cheongji ở thành phố Daegu làm lễ, thậm chí ngay cả khi không được khỏe với các triệu chứng của nhiễm COVID-19. Theo truyền thông địa phương, người phụ nữ này đã phải đến một bệnh viện nhỏ tại Daegu hôm 7 tháng 2 sau một tai nạn giao thông nhỏ. Chỉ một ngày sau đó, bà bắt đầu có các triệu chứng đau họng, sốt đến mức phải nhập viện. Mặc dù vậy, bà vẫn trốn ra ngoài để tiếp tục tới nhà thờ Shin Cheongji làm lễ ít nhất 2 lần. Ước tính có ít nhất 1.000 tín đồ dự một trong hai buổi lễ này, thậm chí có nguồn tin nói rằng con số đó còn có thể lên tới 8.000 người. Trước đó, các bác sĩ đã ít nhất 2 lần đề nghị bà xét nghiệm virus corona, song người phụ nữ này một mực từ chối vì lý do chưa từng tới Trung Quốc gần đây cũng như không tiếp xúc với ai nhiễm bệnh. Chỉ đến sau buổi lễ ngày 16 tháng 2, bà mới chịu làm xét nghiệm và được chẩn đoán nhiễm COVID-19. Hành vi của người phụ nữ này không có gì ngạc nhiên với những người biết về giáo phái này. Với họ, bệnh tật là một tội lỗi bởi điều đó ngăn cản họ phụng sự Chúa. Ông Chung Jeong-suk, chuyên gia nghiên cứu về tôn giáo của trang tin Christian Pota News. Giới chức y tế Hàn Quốc đang nỗ lực tìm hiểu nguồn gốc khiến bệnh nhân số 31 lây nhiễm.
bệnh nhân số 31 này đã đến Chengdu, một thành phố lân cận Daegu, hồi đầu tháng này. Bệnh viện ở Chengdu hiện cũng bị nghi ngờ là ổ dịch phát tán Covid-19 khi có tới 16 bệnh nhân và nhân viên y tế tại đây nhiễm Covid-19. Chengdu là quê gốc của ông Lee Man-hee, người đứng đầu giáo phái Shin Chong-ji. Các tín đồ của Shin Chong-ji thường xuyên tới Chengdu truyền giáo. Các thành viên của Shin Chong-ji được cho là đã tham gia đám tang anh trai của ông Lee ở Chengdu đầu tháng này. Hãng tin Newsis hôm 21 tháng 2 dẫn lời bệnh nhân số 31 nói rằng bà chưa từng tới bệnh viện Chengdu và không dự lễ tang mà chỉ sử dụng một nhà tắm công cộng ở đây. Chúng ta cần điều tra toàn diện ai đã tham gia buổi lễ nhà thờ và ai đã dự lễ tang. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh trong cuộc họp khẩn cấp của nội các hôm 21 tháng 2.